Em chào các bác đã đến với kênh Tuấn HD xe đạp thể thao các bác nhé. Hôm nay là buổi trưa, buổi chiều ngày chủ nhật 21 tháng 7 năm 2024, và em về được một thùng. Em sẽ tiến hành khui để kiểm tra hàng cũng như là quay xem là trong này có sản phẩm gì để giới thiệu đến các bác nhé. Hôm nay em chỉ về được có một thùng thôi. Đây em đang có một cặp mà phanh đĩa này, cặp bánh đĩa này. Con xe này người ta lâu lâu người ta không đi, nhìn lốp đang bị còn bị mốc lên này. Một chiếc bánh trước phanh đĩa, đây là phần ti này, ti tháo mở này. Lốp sử dụng Continental 5000 các bác nhá, Continental 5000. Thông số của quả lốp này là 728 các bác ạ. À, 650. 650 nhân 28B. Sản xuất tại Germany, Đức các bác nhá. Đây có lẽ là bánh sau. Cái đoạn bóc này thì em sẽ cố gắng là em quay tua nhanh các bác nhé, để các bác đỡ mất thời gian. Ti của bánh sau này, và đây là cái lục giác để vặn siết bánh. Một lít các bác nhá. 2 4 6 8 10 11 lít. Lốp sau cũng là lốp Continental 5000. Đĩa đĩa Shimano, đĩa còn rất là mới. Ở trong này có lẽ là có hai chiếc các bạn. Để thấy đang có hai cặp bánh. Cặp bánh này thì đến từ thương hiệu Mavic. Mavic dòng Casirum, lốp là Victoria Zafiro 725. Đây là yên xe các bác nhá. Đưa trên cái kéo này khó cắt vậy.
Yên xe là cốt yên của Kenzon các bạn ạ. Con xe này là con xe Kenzon tay ngang rồi. Một chiếc xe touring các bạn nhé. Yên xe và cốt yên này, cốt yên carbon. Đây là chiếc Kenzon. Kenzon của Đức. Con này là full màu đen hết các bác nhá, khung sườn carbon. Chạy bộ group là Shimano Ultegra. Cùi sau Ultegra này. Đùi đĩa Ultegra. Gạt đĩa Ulte, tất cả full Ulte hết. Đây là bộ tay bấm của nó. Tay bên trái này, tay bên phải này. Phanh dầu của Shimano. Cấu hình là 2x11 các bác nhá. Con này còn rất là mới các bạn, khung sườn còn rất là đẹp. Con này sử dụng phanh đĩa. Giống ngang là 52,5 các bác nhá. Giống ngang 52,5. Giống đứng là 45. Con này thì em để riêng ra, em lát sẽ em sẽ ráp. Con này thì dàn đầu là dàn đầu liền này. Dàn đầu liền của Kenzon. Tất cả tem mác các thứ là có đầy đủ hết nhé. Chiếc này thì full group Ultegra R8000, Shimano Ultegra R8000. Con này giá hơn 30 triệu một chút các bạn. Hơn 30 triệu nhá. Em tí lát em sẽ ráp chiếc này lên. Chiếc này là size XS. Size đây là size XS các bạn nhá. Ở đây em còn một con nữa. Con này thì đang có quả yên quá VIP. Yên của Shell Italy này. Cốt yên carbon. Chiếc này cũng là chiếc Kenzon. Này em có hai con Kenzon. Con này là con tay cong, con kia là con tay ngang các bác nhá. Con này là một con tay cong. Con này thì màu sơn cực kỳ là đặc biệt. Các bác có thể nhìn thấy mặt bên này thì là nó là màu trắng chữ đỏ các bác nhá. Còn mặt bên này thì nó lại là màu trắng chữ xanh. Đấy, các bác mua một chiếc lại được thành hai luôn. Hai màu hai mặt. Và con này là bản đội đua các bác. Bản đội đua. Trên sườn thì những cái phần giống treo phần đuôi càng sau này nó có những cái biểu tượng của nhà tài trợ và những cái hãng này, Continental này, Ritchey này. Đấy, Kenzon. Đấy, mặt bên này là mặt màu xanh các bác nhá, màu trắng và phối màu xanh dương. Xanh lá, còn bên này thì nó là màu trắng phối màu đỏ. Đấy, mua một được hai. Trước này thì đang chạy bộ group là 105, 105 8000 à 5000 R7000 các bác nhá, 105 R7000 màu bạc. Đây phanh các thứ là cũng là màu bạc này. Tay này cũng là màu bạc này. Còn rất là mới các bác nhá. Thử xem size con này là size bao nhiêu. Con này là chạy 5000 R7000 hết. Con này ngang là 53.
ngang 53 và đứng là 51 các bác nhá. 51 là cho tới chỗ bắt cốt yên này. Đấy, yên của nó, cốt yên của nó đây. Bây giờ thì em sẽ ráp hai con xe lên để cho các bác cùng ngắm. Con này thì giá cũng tầm hơn 30 triệu một tí tí. Rồi, em sẽ ráp lên nhá các bác nhá. Đây là chiếc xe đầu tiên các bác nhá. Chiếc này đến từ hiệu Kenzon. Chiếc này là xe Rat, xe tay cong. Con này thì đang sử dụng rút là R7000, 105 R7000, màu bạc hết nhá. Đấy, tay trái tay phải đều là tay phanh lắc màu bạc này. Cụm phanh trước màu bạc 105 này. Con này sườn thì mang cái bản là bản đội đua các bác nhá, bản đội Lotto, bản đội Lotto. Đấy, màu sơn rất đặc biệt với cái hai màu đối lập, đối xứng nhau ở hai bên. Màu chính của nó là màu trắng và tem là tem xanh, không phải tem xanh mà là sơn. Sơn những cái dòng chữ màu xanh các bác nhá. Mặt bên trái thì là màu xanh. Và mặt bên kia thì lại là màu đỏ các bạn. Bác mua được một chiếc, nhìn từ hai bên thì đã thành hai chiếc. Đấy, rất là đặc biệt. Con này đùi cũng là đùi 105 này, là 7000. FC 7000 Japan. Đấy. Con này bánh thì chạy bánh Mavic của Pháp. Có bánh Mavic Casirum sản xuất tại Pháp các bác nhá. Mavic Casirum Made in France, sản xuất tại Pháp. Cái bánh nhôm rất là nhẹ. Lốp thì là lốp Victoria rồi. Con này dây là chạy âm khung nhá. Size là size của hãng là size 53 các bạn. Đấy, hãng người ta ấn định size ở đằng sau này, size 53. Size 53 thì phù hợp mấy các bác có chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Con này thì các bác tầm 1m7 trở lên các bác đi mới đẹp được. Yên là yên Xeo Italy, yên gel và cái quả yên này nhìn rất là chất luôn. Đấy, đế gọng các thứ này bằng phối carbon với cả titan các bác nhá. Yên da thật, hơi bẩn chút. Lốp lắp các thứ là còn khá là ok. Phanh sau 105 này. Đấy, đùm Mavic đỏ chót. Ti bật Mavic. Em lật cái mặt bên này. Tay phanh tay lắc đây. Bên này thì là màu đỏ các bác nhé, sơn trắng chữ đỏ. Mavic bản này là bản căm căm dẹt và căm rất là lớn. Bản này là khoảng 4 ly, căm dẹt 4 ly. Nhìn trông chiếc xe nhìn rất là khỏe. Những dòng chữ Kenzon ở trên sườn này. Giò dĩa, đĩa còn rất là mới nhá, răng đĩa còn rất là đẹp. 105 R7000 full hết. Phanh sau này R7000. Cùi đề sau 105 R7000 này. Đấy, líp R7000 này. Quá đẹp. Cốt yên carbon luôn các bác nhá. Cốt yên này cũng là một carbon. Yên cốt yên của Kenzon luôn. Con này thì hơn 30 triệu một chút. Cặp bánh này thì sẽ có một cái cam màu đỏ. Đây là cái cặp bánh Mavic Casirum bản kỷ niệm. Phiên bản kỷ niệm bản giới hạn các bác nhá. Casirum Edition này, Special này. Phiên bản kỷ niệm. Cặp bánh này cũng khá là đắt tiền đấy. Con xe này thì hơn 30 triệu một chút. Giá chính xác thì em chưa xem lại gói nhá. Các bác nào mà cần báo giá chính xác thì alo cho em. Số điện thoại em Tuấn HD 0888 39192. Và về em sẽ ráp luôn cả cái con Kenzon tay ngang để cho các bác cùng xem. Đây là chiếc thứ hai các bác nhá. Con này cũng là con Kenzon. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Con này là một chiếc xe tay ngang cấu hình cực là chất. Và khung sườn con này cũng rất là chất luôn. Con này sử dụng khung sườn carbon hết các bác nhá. Càng carbon, sườn carbon. Chạy rút rất là cao, rút Ultegra R8000. Con này thì cái size ngang của nó là 52. Ngang 52 và đứng là 44. Ngang 52 này. Đứng là từ tâm cho tới khóa cốt yên nó là 44. Size này sẽ phù hợp cho các bác có chiều cao là khoảng từ 1m55 cho tới 1m65 các bác nhá. Size rất là nhỏ. Các bác nào mà đang kiếm một chiếc xe size nhỏ và một chiếc xe cấu hình cao cấp thì có thể tham khảo chiếc này. Con này dàn đầu là dàn đầu liền nhá. Dàn đầu carbon, dàn đầu liền bằng carbon. Đấy, tay phanh dầu hai bên này. Dây quấn tay nắm bằng da. Phanh dầu hai bên. Bộ bấm là bên này là 11 lít,
Bên này là hai đĩa 2 x 11, cấu hình quá là VIP R8000, cốt yên carbon các bác nhá, cốt yên ở trên giòn, khung sườn màu đen, bánh sử dụng lốp Continental 5000, phanh dầu trước. Các bác nhìn cái má của cái đĩa phanh nó còn mới này. Con này sử dụng phanh là phanh khóa trung tâm center lock, khung sườn carbon các bác nhá, hàng chính hãng. Đấy, có mã cốt, mã vạch đầy đủ. Bánh sử dụng đùm nhìn rất là chất luôn, đùm trước đùm sau rất là chất, tem mác đây. Con này đồ còn rất là mới, khung sườn gần như là không thấy xước sát gì, rất là đẹp ạ. Con này giá tầm hơn 30 một tí, hơn 30 một chút. Bác nào mà muốn sử dụng một chiếc xe cấu hình VIP size nhỏ thì có thể tham khảo con này. Đấy. Rồi 8000 nhá các bác nhá. Thông số đĩa 11S5034. Gạt đĩa 8000 này, xích clip này, cùi sau này. Clip này. Cối nổ các bác nhá. Khung sườn rất đẹp, khung sườn carbon rất đẹp. Em sẽ quay thử cái tiếng cối líp để các bác cùng nghe. Nó đang bị chạm cái phanh. Em sẽ test thử cái tiếng cối líp để cho các bác cùng nghe nhé. Con này cối nổ các bác nhá, chạy rất là trớn. Phanh đĩa dầu trước sau, xe còn rất là đẹp. Tay bấm xả này là bằng chất liệu carbon rồi các bác nhá, dòng tay bấm cao cấp nhất hiện nay của Shimano, tay bấm carbon. Con này giá cũng hơn 30 triệu một chút. Bác nào mà cần thông tin chi tiết kỹ hơn về chiếc xe nào thì alo cho em. Số tải của em Tuấn HD là 0888391992. Đấy. Em sẽ quay chi tiết kỹ hơn và báo giá cụ thể đến các bác nhé. Anh DT Suite. Rồi em xin chào tất cả mọi người.